động tiếp với anh Hiền để anh Hiền dẫn mình đi coi cái đám dừa gan với lại cái chỗ mà nuôi thỏ nuôi vịt của cái người bạn của cái em bé đó ở ở cái trong cái cánh đồng Long Phú thuộc cái thị xã Tân Châu. Thì mình với anh đang trên đường đi vô để mà thăm cái em đó, rồi đồng thời ghi lại cái clip để cho bà con và các bạn xem. Đây là cái búp sen nhỏ, sen nhỏ đang nhú lên. Ok, nó bự bự chút rồi. Ừ. Theo anh kia là bự bự chút rồi. Ừ. Sen lớn à. Như mưa đó nè ơi. Giọt vô nè ơi. Đó, quay cho bà con và cô bác coi. Đó, em bé bợ một cái trái dưa gan nè, cái trái dưa gan này cũng gần bằng em bé nha, là cũng cỡ 5 kg rồi ha, 4-5 kg gì đó, 5-6 kg gì đó. Đó, cái này là em bé này là đang coi cái vườn này nè, coi cái miếng màu mà trồng dưa gan nè. Đó, trái rất là sai mà không có phân bón gì hết nha. Đó. Đó, bây giờ mình vô mình coi thêm ở trong cái trong này nè, nó nằm cũng lởn ngởn trong này hết. Ồ, quá nhiều rồi nè. Đó, bà con coi thấy không, đó nó nằm đó, là đám dưa này là trúng quá trúng rồi, coi như không có phân bón gì hết trơn á. Đó, không có phân bón, không có xịt thuốc xịt gì hết, để tự nhiên. Ba cháu nãy bị kẹt ở dưới đất nè, phải không anh? À, là coi như nó bị đất kẹp lại đó hả? Dạ. À, nó bị sẹp. Nó bị sẹp phải không? Là đất nó kẹp lại. Ngọn với kẻ nè. À, đây nè. Đó là thành quả của em đó. Em trồng dưa gan. Nó trái nó chín rồi đó. Ví dụ như bây giờ mình hái rồi mình đem cho chợ bán hay sao? Đưa bà nội bán. À, đưa cho bà đi bán ha. Dạ. Ừ. Ồ. Cái mảnh dừa mảnh ruộng mà cái mảnh miếng màu trồng màu này có đâu như mấy chục mét à? 100 mét vuông vậy. Ừ, chắc cỡ cũng 100 mét vuông đổ lại à. Mà trái thì quá sai rồi. Đó, dừa quá sai. Ừ. Ok. Đó, kế bên là cái ao sen, cái bên là ao sen. Quay sao chú máy ra quay. Tao quay lên mạng. Đó, ở xa bên kia là cái cây gáo đó, cây gáo ta trồng để ta giữ cái bờ lại đừng cho nó bị lạ sạc đó. Đó, đây là cái đám dưa gan mà nó nằm rải rác. Trái nó nằm rải rác đây nè, quay cho bà con và cô bác coi. Đây đó, nó nằm rải rác đây nè. Đây có nhiều nè. Đám dưa này nhỏ thôi nhưng mà trái quá sai rồi. Dưa sạch nha, dưa này là dưa organic nha. Đây đấy đó. Ở đây nè. Quá rồi. Ở đây đám dưa này quá nhiều rồi. Đó, nằm nè. Nằm giống như là em bé mà nằm vậy đó. Đó. Nằm lởn ngởn. Đây. Đây là còn sống. Này chắc cũng vài bữa nó ăn được hả này ha. Chắc vài ngày nó ăn được rồi. Đó, đám dưa này dưa gan quá nhiều rồi. Đó, quay cho bà con và cô bác coi cái
cái cảnh mà cái giường, cái làm màu của người người nông dân đó, trái rất là to. Đó. Cái này chia là sắp sửa chín nè. À, anh Hiền đưa lên cho người ta thấy coi, nó cỡ đó đó. Là cái này chắc cũng cỡ mấy ký này. Cái này chắc nặng ha. Cỡ 5 ký à. 5 ký à ha. Ồ wow. Cái này là mình trồng gì chắc không có phân bón gì đâu ha này ha. Không có phân bón gì hết. Đó. Tự nhiên. Coi như là nó lên tự nhiên, trái tốt. Đó, không có phân bón. Xanh Đó nằm rải rác. Cái diện tích của cái miếng ruộng này chắc đâu có lớn anh hề. Nhỏ. Đâu có nhiều. Chừng 100 mét vuông. Mà trái quá sai rồi. Cái này là người ta bẻ nhiều lắm rồi đó, đó. Vậy đó. Đó nó nằm rải rác. Đó bên này nữa nè. Đó bên này quay cho bà con cô bác coi. Đó nó nằm. À, quá sai. Giờ đây là quay phim mày lên à, để nữa đưa là mày lên mạng nè. Quá sai rồi. Chủ dưa kìa. À, đây là cái miếng màu dưa gan của em bé này nè, em bé này trồng nè. Đó, con trồng miếng vườn này đó hả? Phải không? Trồng hả? Con trồng hả? Rồi con có tưới nước tưới gì không? Có. Ừ, mỗi ngày có ra tưới nước không? Có. Có hả? Ừ. Rồi cái lều ở đằng kia là mình ở đó mình ngủ hay là sao? Nhà con ở đó kìa. À, nhà đằng kia mà cái lều đó mình là vô đó mình ngồi mình giữ thôi ha. Trại đó con nậu con. À, của ông. À. Con nậu nó để canh cái bơm nước nước uống. À. Rồi con có đi học gì không? Có. Học lớp mấy rồi? Lớp 3. À, lớp 3 tên gì? Đặng Anh Hương. Đặng gì? Đặng Anh. Đặng Anh. Hương. Lưng. Dạ. Ờ, Đặng Anh Lưng ha. Quá tên quá đẹp rồi. Rồi. Đó, quay. Vô chỗ này trái nhiều nè, vô bợ lên trái cho chú. Cho chú quay coi.